Thì đây là video mình sẽ hướng dẫn cài vân tay cho khóa vân tay nha. Thì ổ khóa vân tay này mình chưa cài bất kỳ cái vân tay nào. Thì hiện tại nếu mà chưa cài vân tay nào hết thì lúc mà mình đặt vân tay lên, bất kỳ vân tay nào cũng sẽ mở và bất kỳ vân tay nào cũng sẽ hiện là màu xanh dương ở đây. Màu xanh dương ở đây. Nếu mà mình cài lên một cái vân tay nào đó rồi á, thì chỗ xanh dương này á, lúc mà mình mở nó sẽ hiện xanh lá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài cái vân tay nha. Thì để cài vân tay, mình ấn giữ cái vân tay lên cái chỗ này 10 giây cho đến khi nó chớp màu xanh dương lên là được ạ. Rồi khi này thì mình buông tay ra, mình sẽ đặt cái vân tay mà mình muốn cài lên 10 lần. Mình sẽ cài ngón giữa nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đến khi mà báo màu xanh lá vậy á thì mình muốn cài ngón tiếp theo thì mình cứ đặt lên nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khi báo màu xanh lá chớp như vậy á thì là cái hai ngón này của mình đã được cài rồi. Bây giờ mình thử lại nha. Rồi, bây giờ mình thử những ngón mà mình chưa cài nha. Thì là không được nha.